Hello anh em, thì trong cái video hôm nay mình sẽ cùng giải đáp cái thắc mắc của anh em, đó là về cái sự hỗ trợ của bên mình dành cho anh em. Đầu tiên là dù bạn có học online của bên mình hay không, có tham gia khóa học hay mua các cái công cụ của bên mình hay không á, rồi những cái sản phẩm bên mình hay không á, thì các bạn đều có thể là nhắn tin vào trong cái fanpage này của mình. Đây, fanpage này của mình đây, Phan Đức Nho đây. Thì anh em có thể ebook trực tiếp trong này, thì bên mình cùng với lại các bạn hỗ trợ bên mình, thì có cái bạn cộng sự bên mình sẽ cùng support cho các bạn ở trong cái fanpage này nhá. Cái việc thứ hai là nếu các bạn mà có dành thời gian và tham gia một cái khóa học nào đấy ở bên mình chẳng hạn, thì cái sự hỗ trợ của bên mình là trong vòng 1 năm. Và cái hỗ trợ trong 1 năm này nó sẽ như nào? Đầu tiên là bên mình sẽ update những kiến thức liên tục ở trên cái trang web của bên mình, chỗ kinh doanh 7 ngày này. Anh em thể vào ví dụ như là khóa Shopee đi, anh em vào thì cũng sẽ thấy là ví dụ như là update ngày tháng năm này, anh em thấy không, ngày tháng năm này, tháng 10 qua 2019 này, ngày mùng 7 tháng 2 2020 này, mình liên tục mình update những kiến thức công cụ ở trong này cho anh em. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ được hỗ trợ một qua cái nhóm theo cái sản phẩm của cái ngành hàng của chúng ta. Và anh em thấy đó, khi mà chúng ta học online hoặc là học offline gì gì đấy thôi, thì thường là mọi người sẽ mổ xẻ hoặc mọi người chia sẻ về cái shop của người ta, về cái sản phẩm của người ta. Thế nhưng mà khi mà các bạn ứng dụng và khi mà các bạn làm cái shop, cái sản phẩm của các bạn, thì các bạn sẽ gặp vấn đề khó khăn là không biết là triển khai của mình như nào. Thì bên mình mới triển khai cái hệ thống hỗ trợ support 1:1 này cho các bạn. Thì mỗi một bạn khi mà tham gia sẽ được add vào trong một cái nhóm này. Đấy, tất cả sẽ được tham gia những cái nhóm này. Đấy, các bạn thấy không? Ví dụ như nhóm này là nhóm 1362 này, mã số của khách hàng á, mã số của các bạn á, học viên á, rồi 1294 này, 1374 này, đấy, ví dụ thế. Thì bên mình đều có thể hỗ trợ mọi người trực tiếp trong những nhóm như này. Đấy, có mình và một số các bạn hỗ trợ bên mình nữa sẽ support cho các bạn. Cái này là trong vòng 1 năm nhá, đến khi các bạn kỳ ra kết quả thôi. Tiếp theo là nếu các bạn không dành ở máy tính thì bên mình có hỗ trợ thêm việc team view. Ngoài ra nữa thì bọn mình có tổ chức những cái khóa, những cái buổi offline, offline như là như này, cho chúng xem những buổi offline, buổi như ở Hà Nội, Sài Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng, sorry nha. Đấy, thì những cái buổi offline như vậy thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau nhiều hơn về các cái mô hình kinh doanh online, các cái phương tiện giúp chúng ta kinh doanh online, chứ không hẳn là chỉ Shopee nhá. Ví dụ như đây là một cái demo đây là những cái buổi offline của bên mình này. Bên mình thì không có đào tạo online, thế nhưng mà có những buổi offline để support hỗ trợ cho anh em, để coi anh em có thể là có được thêm nhiều những kiến thức và các cái mảng khác nhau nữa để có thể ứng dụng trong công việc kinh doanh của mình nhá. Đấy, còn lại là ngoài ra thì chỉ có một cái nhóm Zalo, là những cái nhóm Zalo dạng như kiểu Shopee công nghiệp này, anh em sẽ cùng trao đổi kiến thức các thứ lên như thế này cùng với nhau. Tiếp theo là cái nhóm Facebook, là cái nhóm mình vừa nãy mình nói, cái nhóm này thì anh em có thể là dụ về Shopee đi. Mỗi một ngành thì mỗi một khóa học hoặc là một chương trình thì mình sẽ có các nhóm khác nhau. Cái nhóm ví dụ như về Shopee thì anh em để trao đổi trên này. Đấy, anh em có thể đăng tải các cái thông tin tuyển sĩ đại lý các thứ đây. Đấy, như mấy cái bạn này đều là học viên bên mình hết. Thì mình sẽ có cái quyền ưu tiên để hỗ trợ cho các bạn, để các bạn PR thương hiệu sản phẩm của mình nhá. Ok, tiếp theo đó là có cái fanpage. Đây, fanpage thì là cái fanpage vừa nãy mình đã chia sẻ là Phan Đức Nho này, anh em thể ebook trực tiếp ở trên này. Dù là các bạn có học hay không học trong nữa thì bên mình vẫn có hỗ trợ bình thường. Các bạn an tâm cứ ebook trong đấy. Tiếp theo là cái hỗ trợ về các cái đề tài khác, ví dụ như các bạn học Shopee của mình đi, thì mình vẫn có thể support cho các bạn thêm về Facebook, về YouTube, về mọi thứ. Các bạn thấy cái hệ thống mô hình kinh doanh của mình rồi đấy, mình làm tất cả những điều đấy, và bản thân mình để mình làm được và mình thuê nhân sự về làm cho mình được á, thì mình đã từng trải qua, mình đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái mảng này rồi, và mình có thể support thêm cho anh em được, cái hỗ trợ thêm cho anh em được, hỗ trợ thêm một cái hệ sinh thái và các cái nguồn lực khác, ví dụ như là các bạn cần sản phẩm về lĩnh vực gì thì mình có thể tư vấn hoặc là chỉ cho các bạn một số chỗ nhập hàng hoặc là một số chỗ mua các loại phần mềm quản lý bán hàng rồi nhân lực các thứ. Đấy, ok. Thì ngoài ra thì cuối cùng là các bạn sẽ được tặng một cuốn sách. Trong cái cuốn sách này thì mỗi một cái khóa học thì mình sẽ làm một cái cuốn sách, và khi các bạn tham gia cái khóa học thì sẽ được tặng một cuốn sách này để các bạn nghiên cứu. Và nhiều bạn thì thích đọc hơn là xem, để nghe, nên là mình sẽ làm một cuốn sách và gửi tặng cho các bạn. Đấy là toàn bộ những cái sự hỗ trợ của bên mình khi mà các bạn tham gia các cái chương trình học online bên mình là như vậy. Kỳ đến khi nào các bạn ra được kết quả ấy thôi nhá. Thì đấy là cái mà mình muốn chia sẻ cho anh em trong cái video này, để anh em hiểu được là khi mà đào tạo online nó vất vả như nào. Khi anh em học online nha, mình đã từng đi học những khóa như của Phạm Minh Long 40-50 triệu rồi, và ví dụ trong 5 ngày chẳng hạn, thì thường chúng ta sẽ chỉ làm được cái phần lý thuyết thôi, tức là vẽ ra khung mô hình kinh doanh thôi, còn lại về nhà thực hành lúc đó thì nó mới xảy ra rất là nhiều những cái vấn đề khi mà ứng dụng trong cái mô hình kinh doanh của mình á, ứng dụng trong cái sản phẩm của mình, cái ngành hàng của mình á, thì bắt đầu nó mới lộ diện ra những cái khó khăn, và lúc đó mới cần đến toàn bộ những thứ này để support cho các bạn, để các bạn làm được. Tại sao thời gian 1 năm? Bình thường là các doanh nghiệp mới của chúng ta là cần đến 1 năm để chúng ta có thể tối ưu và chuẩn hóa được,
đầu tiên chúng ta xây dựng đúng không? Chúng ta mất từ 1 đến 3 tháng chúng ta xây dựng toàn bộ hệ thống. Sau đó thì chúng ta sẽ mất từ 3 tháng đến 6 tháng để bắt đầu là chạy thử và ra được các con số, và cuối cùng chúng ta mới ngồi lại chúng ta tối ưu lại những cái con số này. Thì đó là cái quãng thời gian mà mình tính là 1 năm để các bạn hoàn thiện tất cả những điều đấy. Các bạn có thể là bắt đầu chuyển giao cho nhân viên hoặc là thuê ở bên ngoài vào để chuyển giao cho cái hệ thống để họ có thể quản trị và làm cho giúp chúng ta được. Đấy. Ok, thì anh em nào cần support hoặc là hỗ trợ thêm về điều gì thì nhớ nhắn tin vào trong cái Facebook này của mình nhé. Fanpage là Phan Đức Nho, anh em search cái ra nhé. Ok, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở một cái video sau.